Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành trung tâm nghiên cứu và phát triển của tập đoàn Samsung tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư là hơn 220 triệu đô la Mỹ. Thông qua việc xây dựng trung tâm này, Samsung muốn nâng tầm vị thế của Việt Nam vượt qua vai trò là cứ điểm sản xuất quan trọng toàn cầu để trở thành cứ điểm chiến lược về nghiên cứu và phát triển của tập đoàn trên toàn cầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau 30 năm, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Thủ tướng chúc mừng đánh giá cao tập đoàn Samsung đã nỗ lực hoàn thành trung tâm nghiên cứu và phát triển theo đúng kế hoạch đã cam kết với Thủ tướng trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh. Đây cũng là minh chứng cho những chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc thu hút đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ cao và là một trong những thành quả của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Thời gian tới, Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh, coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng nhất, chiến lược toàn cầu về sản xuất, nghiên cứu phát triển các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế, đưa trung tâm tại Hà Nội trở thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu khu vực và trên thế giới. Tôi cũng đề nghị nhiều lần, rất mong Samsung sau khi có cái trung tâm nghiên cứu phát triển này thì sẽ tiến hành sản xuất chip tại Việt Nam. Đây cũng là cái lợi ích của cả hai bên. Và cũng là thể hiện cái tình cảm của Samsung đối với lại Việt Nam và thể hiện cái trách nhiệm của mình khi chúng ta thực hiện các cái cam kết trong quá trình đầu tư. Tôi cũng mong muốn có cái sự hợp tác chặt chẽ trong đào tạo nguồn nhân lực cả về nghiên cứu, phát triển, cả về sản xuất, cả về cung ứng. Và đặc biệt là cả về quản lý và rất mong, tức là có người Việt Nam tham gia quản lý Samsung ở Việt Nam và quản lý Samsung ở Hàn Quốc. Thủ tướng cũng đề nghị Samsung thúc đẩy hợp tác với các viện, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và nhất là hỗ trợ kết nối chặt chẽ với trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo mà Việt Nam đang triển khai. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để Samsung hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, đề nghị các cơ quan và địa phương tiếp tục phát huy phương châm làm việc, đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện thì phải có hiệu quả. Hiệu quả là phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, ngày càng phát triển, các bên cùng thắng và lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Nhân dịp này tiếp Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao cảm ơn những đóng góp quan trọng của Samsung những năm vừa qua. Hiện Samsung là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 20 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng đề nghị Samsung tăng tỷ lệ nội địa hóa và giá trị sản xuất nội địa tại Việt Nam, giảm nhập khẩu nước ngoài và mong muốn tăng tỷ trọng lợi nhuận của Việt Nam trong các sản phẩm của Samsung, góp phần cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước. Chủ tịch Tập đoàn Samsung cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của chính phủ và các địa phương Việt Nam trong các hoạt động hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh của tập đoàn, khẳng định sẽ tích cực triển khai các nội dung hợp tác mà Thủ tướng đã chỉ đạo như đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, tiếp nhận, đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao của Việt Nam, đáp ứng môi trường toàn cầu và nâng cao hơn nữa tỷ lệ nội địa hóa tại Việt Nam.